phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Ca dao Việt Nam có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy. Con trèo hai mỗi ngày, quê hương là đường đi học, con về rợp bướm bao bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đầu. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Quê hương là cậu trẻ nhỏ, mẹ về non lá nghiêng che. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rừng trắng vai đêm. Quê hương là cậu trẻ nhỏ, về non lá nghiêng che. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài đêm. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ tôi về tỏ. Kìa hoa cau đã rụng trắng ngoài thềm. Chúng khế ngọt cho con trèo hai mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về rợp bướm bao bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đầu. Quê hương là con đò nhỏ.
nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lắm nhưng che. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa câu rủ trắng ngoài đêm. Quê hương là cầu tre nhỏ, một bông hồng cho anh và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Nếu mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ là lọn mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nại chuối buồn cao, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con yêu mẹ lắm không. Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin anh, thì xin em, hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên. Hồng phương tâm bão
Hưởng thọ tam
Mẹ ơi, người mẹ muôn vàn kính yêu của chúng con ơi, dù có phải lên tận trời cao hay xuống cùng đáy biển để lấy thuốc cứu người sống lại, thì chúng con vẫn không ngần ngại việc mưa. Nhưng than ôi, sinh có hạn, tử bất kỳ, trên đời này ai mà cưỡng được mệnh trời, chỉ trách thay tạo hóa xoay vần tử thần nghiệt não.
Cuộc đời mẹ bao phần vất vả, từ hoàn hành vi phải chất chiêu từng bát gạo củ khoai. Mẹ đã cùng cha tần tảo sớm chia nuôi nấng chúng con khôn lớn nên người. Chúng con hằng mong ước cha mẹ được thọ trường, cùng con cháu sum vầy gia thất, để phần nào bù đắp lại cái thời đói bát cơm ăn, thiếu manh áo mặc. Những con cháu ở xa chưa kịp về sum họp, chưa hưởng lạc đoàn viên, thì mẹ đã vội theo hầu viên tổ. Như mới sớm qua thu, chén trà nóng con pha, mẹ chưa kịp uống, đi trong hơi thở cuối cùng. Xa mấy đêm liền, sáng không đêm, ý tưởng của người muốn cho trong nhà này bao giờ cũng tan. Vâng, lời mẹ dạy chúng con xin ghi lòng tạc dạ. Sống làm người trước hết phải biết trồng cây đức, phải siêng chăm cho bền gốc tươi cành, phải giữ gìn nề nếp gia phong, trên dưới thuận hòa, gia đình hạnh phúc. Lời mẹ dạy là lời di chúc, chúng con xin nguyện.
gần 100 năm suốt cuộc đời, mừng mẹ vẫn khỏe, vẫn tươi vui. Chỉ trong giờ phút mẹ lâm bệnh, mẹ đã mau chân biến cuộc đời. Con tưởng mẹ chưa đến mệnh nào, đời người xem tựa giấc chiêm bao. Mẹ ơi, mẹ đã không còn nữa, để lại cháu con phút nghẹn ngào. Nhớ mẹ, nhớ lại những năm xưa, như tuổi thanh xuân mới độ nào. Mẹ dạy chúng con cùng con cháu, tưởng chừng năm tháng chả là bao. Nhớ lại trong mẹ bao kỷ niệm, lúc ngồi đọc sách giọng êm êm, lúc dương tờ báo nheo đôi mắt, lúc đời trăng lên ở trước thềm. Còn đâu tâm sự nữa mẹ ơi, vĩnh biệt chúng con có mấy lời. Ngót 100 năm tình huyết thống, lòng đầy thương nhớ biết bao nhiêu. Từ nay con biết tìm đâu thấy, chỉ thấy hương bay nến ảnh thờ. Kể hết sau đây lời huyết thống, chân thành con viết khóc trong thư. Kể cả những cái hôm nay tự tay mình làm ra, những cái mai sau mỗi chúng ta để lại cho đời hoa tươi trái ngọt. Cuộc sống ấm êm hạnh phúc hôm nay đều của cha mẹ ban cho chúng con. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Mẹ của chúng con là một người dịu hiền và đôn hậu. Một chặng đường dài mẹ đã đi qua, để lại cho con cháu niềm tự hào cao như núi Thái Sơn và rộng dài như chính nước nguồn vậy. Ôi thiêng liêng quá, các con về bên mẹ, các cháu về bên bà, bày tỏ lòng kính trọng bằng tấm lòng thương nhớ và bằng chính những gì mà các con cháu sẵn có trong lòng. Mẹ ơi, mẹ có nhớ không, trong suốt cuộc đời mẹ đã đi qua chất chồng những vui buồn trăn trở. Chúng con xin cảm ơn mẹ đã chịu nhiều cay đắng để có ngày hôm nay chúng con được hưởng cuộc sống ấm êm hạnh phúc. Mẹ ơi, chúng con đã khôn lớn và càng thấm thía hơn vì thấy tóc mẹ đã bạc, chân đã chậm. Chúng con chẳng quên đâu những ngày đông tháng giá, một mét cả đàn con mẹ vất vả tảo tần, góp gom từng hạt gạo ngọt rau để nuôi con khôn lớn. Chúng con xin cảm ơn mẹ, mẹ đã cho chúng con thực sự thành người. Mỗi năm một tuổi qua đi, mái đầu trắng tuyết, bước đi lưng còng. Mẹ ơi, con tạc trong lòng, gian truân vất vả, mẹ không xá gì. Mẹ ơi, cuộc đời mẹ hai vai gánh nặng, gió sương và thời gian như đã cướp đi da thịt của mẹ. Phải chăng cả bao nỗi gian nan vất vả của đời mẹ đã sâu lại, kết lại thành chuỗi cườm, để đến hôm nay chúng con được lần lại từng hạt mới thấy được hết giá trị đích thực. Ngày nào tóc mẹ còn xanh, xanh như nhánh cỏ, như nhành hoa tươi, mà nay đã bạc tơ rồi, đôi mắt mẹ cười rạng rỡ lòng con. Trong khó khăn gian khổ của cuộc đời mình, mẹ đã dạy cho chúng con bao điều, tiếp thêm cho chúng con bao niềm sức mạnh để vượt qua mọi vất vả của đời thường. Trái tim và khối óc của mẹ đã dành cho chúng con, để hôm nay chúng con nhìn lại mới thấy mất đi một phần lớn của đời mình. Các cụ xưa thường bảo, cha sinh mẹ dưỡng, công lao dưỡng dục của cha mẹ không sao kể xiết. Hôm nay chúng con quỳ bên mẹ, muốn bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn với mẹ đã cho chúng con.
Khi con cháu và thân nhân trong gia tộc lần lượt nhận lấy từng tấm khăn tay người đeo tay là đội tình ân nghĩa. Tình là tình ruột và máu thịt, ân là ân đức của bề trên, nghĩa là nghĩa cháu con đạo hiếu phải làm chồng. Những tấm khăn tay còn treo trên bàn thờ hay phủ lên linh cữu, đó là khăn tay của những người con cháu xa chưa kịp về thì ta. Theo phong tục cổ truyền của người dân Du Lương, đạo Phật ở nơi đây, lễ nhập quan do nhà sư hay ông thầy điều chỉ. Ý tưởng là để tẩy trừ trùng tà ám khí, để cho thân xác được tiêu sinh tỉnh độ, thần hồn được thoát hóa nơi tiên cảnh vòng tai, và cũng mong cầu cho hồn hương luôn phù hộ độ trì cho con cháu, cho gia quyến được yên bình hạnh phúc. Kính thưa Hương Hồn Ngủ Lê Thị Phương, kính thưa các vị lãnh đạo đảng, chính quyền, đoàn thể xã Long Hà và cơ sở thôn Nam Song, kính thưa các cụ, các ông, các bà và con thân bằng cố hữu, anh em ở ngoài gần xa và con xóm làng thân thuộc, tin buồn đến với gia đình chào họ. Cụ Lê Thị Phương sinh năm 1926, là hội viên Hội Người Cao Tuổi Việt Nam xã Đông Hà. So với thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được thân nhân trong gia đình tận tình chăm sóc, phụ dưỡng, anh em xóm làng, họ hàng, cơ quan ban ngành đoàn thể sớm hôm động viên thăm hỏi. Song do tuổi cao sức yếu, cụ đã tàn thế hồi 4:45 ngày 16 tháng 2 năm 2017. Trước sáng ngày 20 tháng Giêng năm Đinh Dậu, cụ hưởng thượng thọ 92 tuổi, cụ mất đi. Đây là một tổn thất lớn lao với gia đình. Từ đây, cụ ông mất đi người vợ hiền trung thủy, đang cùng nhau gắn bó vào cuộc đời. Vì hạnh phúc đàn con đàn cháu, cũng từ nay, các con mất đi người mẹ kính thương, các cháu các chắc mất đi người bà, người cụ hiền từ lâu đầu. Anh em xóm làng, họ hàng nội ngoại, mất đi người chị, người em, người cô, người bác, người thím, người mợ, người dì thân thương. Đúng là không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất mát, trên nỗi bắt đầu phải chiếc chiếc khăn tang. Anh em con cháu dọc lệ tuôn thần, mùi mùi thương thiết hai hàng lệ rơi. Phủ nay hồn đã về nơi suối vàng, để cho anh em con cháu xóm làng nhớ thương. Âm dương đôi cả trên đường, phủ về vui thú trên đường vòng tay. Xót lòng anh em con cháu sớm mai đất là cùng đi xa, nhưng tình nghĩa không xa. Anh em nội ngoài tộc nhà ta vẫn cần cháu con cùng những người thân chan hòa đồng vào sát gần lại nhau, giữ gìn tình nghĩa thâm sâu, giữ gìn gia tộc dài lâu bất bền. Cụ về vui thú bổng tiên, gặp các cụ, gặp tổ tiên họ nhà, cụ ơi thương cụ giết ra buồn thương thương nhớ anh em con cháu họ nhà viếng thăm. Cụ Lê Thị Phương trở về hầu kết tổ, đây là niềm tiếc thương vô hạn đối với anh em con cháu trong gia đình của họ. Đúng là đau thương này thật là vô hạn, tổn thất này thật là lớn lao. 92 năm, một cuộc đời mừng mẹ vẫn khỏe vẫn vui tươi, chỉ qua giờ phút mẹ lâm bệnh, mẹ đã mau chân kính biệt đời. Mẹ ơi, chúng con thương mẹ chưa đến mẹ nào, đời người xem cỡ đất trên bao. Mẹ ơi, mẹ đã không còn nữa, để lại cháu con phúc nhà nào. Nhớ mẹ nhớ lại những năm xưa, như tuổi thanh xuân mỗi đầu nào, mẹ dạy các con cùng các cháu tưởng chừng năm tháng chẳng là bao. Và thờ mẹ ơi, bác ơn thực chẳng như bông, nếu mỗi một thực sẽ về lòng, chúng con biết nói năng sao. Thương mẹ giọt xót như vào, nay anh em con cháu tiến mẹ vào cõi tiên. Bữa cơm này sao có hết được nỗi ưu phiền, mong mẹ thấu hiểu nỗi đau lòng của đàn con. Xin mời trưởng năm Lê Đình Hiểu lên thắp chuột nhang cúng cơm mẹ. Xin mời con trai đại, con trai thái lên cơm hiểu.
cùng lên chân luôn. Thank you.
tưởng như họ nó leo qua lên đặt vòng hoa lễ viếng và thắp hương lên tiễn đưa. Mẹ kính yêu ơi, vậy là kể từ nay chúng con không được nghe mẹ nói, chúng con chỉ biết dưng dưng kể lại cái giây phút cuối cùng mẹ vẫn gọi tên các cháu, các con. Mẹ kính yêu ơi, giờ mẹ nằm đây mà lòng chúng con đau thắt, chiếc quan tài vẫn chưa đóng chặt, mấy gian nhà này lạnh lẽo quá mẹ ơi. Rồi bà con, hàng xóm, ai ai cũng ngậm ngùi, cháu chắt đầy đàn mà sao lại thiếu hình bóng thân yêu của mẹ. Mẹ ơi, rồi mai mẹ nằm kia là đất trũng vùng sâu, mà cả cuộc đời này mẹ đã còng lưng cấy hai. Vì chúng con mà mẹ đã phải tào tần bươn trải ngàn cánh cỏ không sánh nổi đêm thâu. Mẹ như kiếp sống con tầm mà nhọc nhằn cuộc sống âm thầm canh thâu. Đã từng trăm nỗi bể dâu thương con nào quản nỗi đau xé lòng. Rồi may là nợ phong trần mà đói no cơ cực, tấm thân mẹ xá gì. Ngày mai mẹ bước chân đi, chúng con chẳng biết nói gì mẹ ơi. Các cháu các chắc mất đi người bà, người cụ hiện từ lâu nào
ngoại, mất đi người chị, người em, người cô, người bác, người thím, người vợ, người dì thân thương. Đúng là công cha như núi Thái, nghĩa mẹ dày hơn sông. Công cha chưa báo đáp, nghĩa mẹ chữa cha đền. Nay mẹ đã hồi quê nơi trần thế, để đàn con đàn cháu để phơi rơi. Công cha nghĩa mẹ khi đời, con cháu cháu những lời khóc than than ôi. Công từ ấy lệ cha từ ấy, nghĩa bấy nhiêu nước mắt bấy nhiêu, còn đâu chung sớm huyên thiểu, dạy con bảo cháu những điều đúng sai. Trước đi cứu, trước đi chàng, lòng con bày tỏ bao điều vân vi. Anh em chú bác cô gì, dòng nội tộc, dòng ngoại tộc với gì xét thả. Tao buồn thay là khi tiễn biệt, cụ nay thu thú bổng tiên, cụ về, gặp các cụ tổ tiên họ nhà, cụ ơi thương cụ giết xa, buồn thương thương nhớ, anh em con cháu họ nhà tiến đưa. Chỉ còn ít phút nữa, bạn đã lấy điều thương cùng đảng chính quyền nhân dân, tổ chức lễ tiễn đưa, và sau đó tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng, tại nghĩa trang nhân dân, làng Ngô Song, xã Đông Hà. Giờ này, để tìm trước cái trạc cụ, có đông đủ các cụ, con các bà, đại diện Hà Nội, đại diện Hà Ngoại, đại diện gia đình thông gia đi ra, bà con thân bằng cố hữu, anh em nội ngoại gần xa, trong và ngoài xã, cùng thân nhân con cháu cụ, bùi bùi, thương xót, thắp tuần nhang thơm tiễn biệt. Đúng là dòng tộc chi phái chắc bền, bao đời nối tiếp hướng đền tổ tiên, chi họ càng chắc càng bền, tình người càng thắm không quên bóng người. Tuần nhang tiễn biệt cụ ơi, họ nhà, nội tộc chúng tôi tiễn người. Xin kính mời ông Lê Văn Thinh, đại diện các dòng họ tộc lên thắp tuần nhang thơm. Tình còn gắn bó dài lâu muôn đời, cùng nhà cha mẹ nơi nơi, sống sao đã vậy đã đời hạnh phúc. Bố tôi tiến đến đau lòng, cùng y tế chúc vô cùng nhớ thương. Hai chân trong một tuần đang, họ ngoại nghĩa việc nơi suối vàng cùng chữ kinh cho. Xin kính mời ông Lê Văn Bình, đại diện các dòng họ ngoại trên khắp tuần đang thương. Không ra nhân ra muôn đất từ con lâu đài, hai gia đình đã vào bóng vui tươi, ông đông phù hồi về nơi suối vàng. Không ra nhân ra khỏi con chuột đen, chia tay tiễn biệt nơi suối vàng phù chữ kính cho. Xin kính mời bà chí đại diện cho các thông gia và các con tổ phù lên tháp chuột đen tiễn biệt phù. Ngàn thương chăm nhớ không đồng biến thông, hẹn với bà,
ít chục năm nữa nhé. Nước dưới bàn bà sẽ đón tôi. Bây giờ thôi thế này thôi, tử sinh trời đã định rồi biết sao. Tiến bà đi nước mắt tuôn trào, ngàn thương nhắc nhớ người vào tuần nhang. Xin mời của ông Lê Văn Xếp lên thắp tuần nhang tiễn biệt người vợ. Năm theo cõi người ta, một là chữ hiếu, hai là chữ trung. Mẹ nay tuổi hàm cao trung, đau lòng chất sĩ độc lòng trung thiên. Tấu oan vắng bóng mẹ hiền, dễ công trai gái dạ phiền lòng đông. Những tưởng mẹ còn sống lâu mãi mãi, cùng cháu con thờ phụng tổ tiên. Bóng ở đông, một phút vẫn thiên, mẹ đã vội đánh điện trần thế. Ôi, khi sống cũng như khi mất, xin âm phù dân độ cháu con. Ôi thôi phút bóng sờn non, mẹ về chồng hoàn cảnh thiên nam đoài. Hương hoa quả chút lễ thường, trước linh sản vắng bóng mẹ hiền quá cố. Và thờ mẹ ơi, tình mẫu tử kể sao thơ xiết. Mẹ từ trần vĩnh biệt chúng con, đã nghe nước chảy thì mòn. Chúng con nhớ mẹ vẫn còn dài lâu. Nay mẹ sẽ vào sâu lòng đất, phục từ nay chúng con mất mẹ. Mẹ kính thương, thấu tình đôi cả ân dương. Nhớ đại địa dạ không đường biến thăm, ngàn năm phúc mẹ yên nằm. Công ơn trời biển của mẹ chúng con còn khắc sâu. Và thờ mẹ ơi chiến trước khổ đau, công cha nghĩa mẹ chúng con nào dám quên. Công cha nghĩa mẹ chúng con chờ báo đền, mà nay mẹ đã quy tiên mất rồi. Những tấm mẹ chín chín mười ơi, đào mờ một phút mẹ thời quê hương. Công cha nghĩa mẹ như suối trong mòn, công cha nghĩa mẹ chúng con còn khắc sâu. Từ hôm nay mẹ ăn ở đâu, ai đứng cơm rót nước, ai ngồi hầu chuyện mẹ. Mẹ ơi, bồng lai trên cánh xa rồi, vân du hạt lá mẹ thời quê hương. Mẹ đi với đất đằng trước, nào ai thoát khỏi đoạn gần ta đi. 92 năm đã biệt ly, tha nôi sống tháng khó thì. Mẹ đi cha ở cực kỳ đau thương, kể từ đây kết trở đôi đường. Anh em con cháu chắc vẫn nhớ thương đời đời, lẻ loi bọn mẹ. Mẹ ơi, âm dương cách biệt đôi nơi ngàn trùng, tấu con xin nguyện vào lòng. Dương ương bái lạy đền ơn mẹ già, trước lúc mẹ rời đi xa. Hương năm phù tròn tiểu già tân lên, ngàn lần bái lạy trước hoàng thiên. Thiên thu vĩnh biệt, ngũ lão bắt thiên đón mẹ đi cùng. Thờ mẹ ơi, xin mời trưởng lão Lê Thị Điểm, thứ năm đại, thứ năm thái, cùng lên thắp tuần nhang cúng cơm nhà. Chào mừng mẹ. Thank you.
để đó sư đà báo ơn, thương mẹ giọt lệ tuân thần, còn nhang thiết nghiệp nơi suối vàng mẹ chiến sĩ cho. Xin mời con gái Nguyệt, con gái Nga, con gái Nguyên, con gái Hoa cùng lên tiếng trà mời nhẹ và hát. Và thì cháu vẫn còn trăm năm, bỗng đông kinh đến đau lòng và đi tây thúc rồi không có về, lòng các cháu lội ngoài đâu khóc nó nề, khóc bà và chẳng có thể bước nghe quốc đàn dược lạnh nằm cha tuần ngang tiến biệt, các cháu lội ngoài tiến và về có kiếm. Xin mời cháu đến tôn Lê Đình Trung cùng các cháu lội ngoài của bà. Tôi quý tôi yêu, mẹ tôi đã khổ trăm triệu nuôi tôi. Mẹ tôi sống ở trên đời, ước mơ cao nhất của người là được con thảo cháu ngoan. Những ai sinh ra ở trên đời này, từ các bậc hiện tại đến các vị thánh nhân cũng vậy, đều bước ra từ trong lòng mẹ. Mọi sự thành đạt đều là mẹ vui, khi thất bại là mẹ buồn đau. Trong câu ngạn ngữ ta thường nói cha trời mẹ đất, tôi cho rằng đúng vậy. Mẹ là đất, từ đất sinh ra mọi thứ, trăm sự trên đời cũng từ lòng đất đi lên. Mẹ đã chịu đựng mọi phong ba bão táp, nắng hạ mưa đông, giặc giã tứ thời đều chồng đến đôi vai gầy của mẹ.
thật không có vật quý nào dám sánh tày lòng mẹ. Mẹ là tất cả của đời con. Mỗi người sinh ra trên đời đều chịu một hoàn cảnh khác nhau. Nhưng ở đây, xin nói đến mẹ tôi. Mẹ tôi chẳng phải là liệt nữ dị nhân hay nữ hoàng quận chúa gì, mà chỉ là bà cụ nhà quê đầu trần chân đất. Người mẹ quê mùa đã trải bao nỗi bất hạnh của cuộc đời. Thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tình thương. Cái cảnh nghèo xưa thiếu đủ đường, dãy nắng dầm sương phong phanh nhau vải, tường đất mái tranh, nơi quê nghèo dân dã, chỉ sống bằng đôi tay nhỏ bé. Đôi tay ấy làm ra gạo, mà tứ mùa phải ăn khoai. Con cua cái ốc, rau đắng củi rào, đêm đêm thao thức ấp ủ cả một đàn con. Chúng tôi sinh ra đời, quần tắm kế, băng sành, cơm gói moa cao, áo quần mặc kế tiếp nhau, chẳng đứa nào dám mơ đến manh áo mới. Cả cuộc đời mẹ tôi chưa một lần được đi xem hội, chỉ bồng con nghe vọng tiếng hát đèo, văng vẳng lạc bên rộn rã hò reo, mẹ chỉ ôm con rồi thở dài thõng thượt. Có ai thấu cho cảnh vách thưa nhà giọt? Có ai hiểu cho cảnh cơm nguội nhà ngoài từ thuở xa xưa? Mưa cứ xối xả, vách thưa nhà rồi, mẹ nghiêng tấm lưng trần ấp ủ một đàn con. Nhiều khi mẹ thức thâu đêm, cánh cửa khép hờ, đợi chân con về muộn. Trang sách đầu đời chúng tôi chỉ là một tờ giấy loại. Mẹ dạy tập đánh vần hai tiếng o a. Mỗi khi thấy mẹ vắng nhà, cả bọn chúng tôi ngóng chờ đỏ mắt. Đồ nhà tham nổi khoan hồi trống lệnh để bắt đầu sửa lễ biến của cụ được phát đầu. Con nguyện ngày này đảng bộ và nhân dân xã nhà đã sáng suốt thi đua lập nhiều thành tích thiết thực kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào đón Tết Nguyên Đán Đinh Dậu. Mọi người mọi nhà đang khẩn trương chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho vụ lúa chín xuân năm 2017 kịp thời vụ. Bỗng nhiên một tin buồn đã đến với gia đình, dòng họ và nhân dân làng xã. Cụ Lê Thị Phương đã vĩnh biệt khỏi trần gian. Mặc dù bận mải nhiều công việc, sau khi nhận được tin buồn, các ban ngành toàn thể, tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng với gia đình. Và trong buổi lễ tiễn của cụ hôm nay, có đông đủ các vị đại diện cho đảng, chính quyền, các ban ngành toàn thể, tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân cầu chúc cụ an giấc ngàn thu nơi tiên cảnh cục sự tổ tiên. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, cụ Lê Thị Phương sinh năm 1926, sinh trú quán tại thôn Nam Sóc, xã Đông Hà, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù cụ đã được gia đình, anh em, con cháu, họ hàng thân tộc tận tình chăm sóc cứu chữa, các y bác sĩ hết lòng điều trị thuốc thang, nhân dân trong thôn ngoài xã sớm hôm động viên thăm hỏi, nhưng mong cụ sớm khỏi bệnh để sống cùng con cháu thọ cùng nhân dân. Sau vì sức yếu bệnh tật, cụ không qua khỏi, đã tạm thời hồi 1:45 ngày 16 tháng 2 năm 2017, tức ngày 20 tháng Giêng năm Tiếp Dậu, cụ hưởng thọ 92 tuổi.
sinh thời cô được sinh ra trong một gia đình nông dân yêu nước. Khi trưởng thành, cô đã tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, cô đã cùng với gia đình và nhân dân làng xã tích cực góp phần công sức của cải cho cuộc kháng chiến mau giành thắng lợi. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng bảo vệ tổ quốc, cô đã động viên con cháu anh em trong gia đình hăng hái lên đường nhiệm vụ, làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cùng đóng góp công sức cho sự phát triển của quê hương. Cụ là người xã viên nhiệt tình, tích cực tham gia sản xuất, làm nên những cánh đồng lúa vàng trú hạt, chi viện cho kháng chiến và xây dựng thôn xã ngày một đổi mới khang trang. Cụ luôn gương mẫu chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Với cuộc sống đời thường, cụ luôn sống giản dị, chân tình và đoàn kết. Cụ luôn học trò thiết chức của một người vợ, người mẹ, người bà, người cô, người bác, người chị, người em hiền lành tốt hậu, sớm hôm tận tâm để chăm lo cho gia đình được an khang hạnh phúc. Thà ơn một căn bệnh tuổi già đã lấy đi sinh mạng của một người vợ, người mẹ, người bà, người cô, người bác, người chị, người em trong gia đình, một người công dân của địa phương. Kể từ hôm nay, gia đình Vĩnh Hằng xa vắng một người vợ, người mẹ, người bà, người cô, người bác, người chị, người em hiền lành tốt hậu. Họ bạc mọi mái thiếu vắng một thành viên trong cộng đồng dòng họ, xã hội mất đi một người công dân đã sống và cống hiến trong suốt thời gian qua. Phải chăng sinh tử là quy luật của tạo hóa, nhưng tiếp theo cụ ra đi vào những ngày này, gia đình, anh em, con cháu, họ hàng thân tộc, nhân dân làng xã, bùi ngùi tiếc thương. Đúng là, đau thương này thật là khổ hạn, khổ thương này thật là lớn lao. Trước khi sản cụ, xin thắp nén hương trầm, vòng hoa tươi, kính cẩn, chào cụ lời thiên thu quyết biệt. Xin kính trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu thường trực Đảng ủy thay mặt Đảng bộ xã Đông Hà, nơi con trai Kiệp, con gái Quỳnh, con rể lớn của cụ đang sinh hoạt và đặt vòng hoa và thắp hương kính cẩn. Cầu chúc cho cây cụ được siêu thoát nơi chín suối ăn rất ngàn thu. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Đức Chính, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã, thay mặt cho cán bộ và nhân dân, các ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội xã Đông Hà và đặt vòng hoa và thắp hương. Là nơi hội tụ của trí tuệ niềm tin của những người quân nhân đã hoàn thành nhiệm vụ trở về quê hương, đã và đang cùng với Đảng bộ và nhân dân trong xã chúng tôi xây dựng quê hương đất nước ngày một đổi mới khang trang. Nay nhận được tin người mẹ hậu viên của mình quyết biệt xa nơi cần thế, trước khi sạc cụ xin thắp nén hương trầm kính cẩn chào cụ lời thiên thu quyết biệt. Xin được trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu ban chấp hành hội cựu chiến binh xã Đông Hà và chi hội cựu chiến binh thôn Nam Sông, nơi con trai Điệp, con trai Đại, con gái Quỳnh, con rể lớn của cụ đã sinh hoạt vào thắp hương kính. Thank you.
sa thế cần thế, tức sàn xin thắp nén hương trầm hoặc hoa tươi kính cẩn chào cụ lời thiên thu với tuyệt. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Hoàng Đức Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trưởng ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa. Ông sẽ tiếp mời cán bộ lao động thương binh xã hội xã Đông Hà và đặt vòng hoa và thắp hương. Cụ 250 về già cùng sự tổ tiên, trước khi sàn cụ xin thắp nén hương trầm kính cẩn chào cụ lời thiên thu với tuyệt. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu ban chấp hành công đoàn xã Đông Hà nơi con rể mới của cụ đang sinh hoạt vào thắp hương kính viếng. Bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn tổng chức vụ yên giấc ngàn thu đưa tiếp cảnh một sự tổ tiên. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu ban chấp hành hội nông dân xã Đông Hà nơi con rể thành của cụ đang sinh hoạt ở thắp hương kính viếng. Hội người cao tuổi bởi đơn ý là cây cao bóng cả tỏa bóng mắt cho đời. Bằng kinh nghiệm của cả cuộc đời, cụ khuyên dạy cho con chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương và giữ gìn nền nếp gia phong. Kể từ hôm nay, cụ mãi mãi sa phạm đến tận thế. Hội người cao tuổi mãi mãi tiếp phận một thành viên tích cực hiền lành. Trước giờ đưa tiễn người hội viên của mình về chốn bổng lan tiếp cảnh, xin được trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu ban chấp hành hội người cao tuổi xã Đông Hà và các cụ cao tuổi chi hội thôn Nam Phong ở xã Hương Tự Điền. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời cụ Đặng Xuân Lập, cụ Nguyễn Thanh Hà thay mặt cho ban chấp hành hội người cao tuổi Việt Nam xã Đông Hà và chi hội người cao tuổi thôn Nam Phong vào đặt lễ thắp hương. Kính thưa quý vị lãnh đạo đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Hà, thưa gia đình tan chủ, kính thưa hương hồn cụ Lê Thị Khương kính nhân, thưa toàn nhân dân đang giữ lúc gia đình con cháu anh em cùng với toàn đảng toàn dân khẩn trương gieo cấy chăm sóc vụ lúa xuân, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng ngày 30 tháng 4, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất tổ quốc, thì một tin buồn vô hạn đã đến với gia đình con cháu anh em, đến với hội người cao tuổi xã nhà cụ Lê Thị Thương. Sau một thời gian lâm bệnh, cụ đã được con cháu chăm sóc phục dưỡng thuốc thang, các y bác sĩ tận tình cứu chữa, những mong cụ qua khỏi để tận hưởng hạnh phúc của gia đình và xã hội. Xong vì tuổi cao sức yếu, căn bệnh của tuổi già, cụ đã không qua khỏi, cụ hưởng thọ 92 tuổi. Cụ Lê Thị Phương không còn nữa, tổn thất này đến với gia đình con cháu thật lớn lao, đau thương này thật là vô hạn. Những việc cụ
giờ này hội người cao tuổi xã nhà cùng với con cháu anh em của cô. Giờ này hội người cao tuổi xã nhà cùng với con cháu anh em của cô đứng trước những tràng cổ lòng bùi ngùi thương nhớ người hội viên sống khiêm tốn giản dị đầy lòng nhân ái mà lệ tuôn rơi. Xin cụ hãy nhận ở chúng tôi nén nhang thơ lòng thành kính vĩ đại cầu chúc cho linh hồn cùng được siêu thoát. Ôi tha ôi để dâu biến đổi ngập tần ngần thay đổi đổi thay trăm năm biết có bao ngày mà nay phút chốc cũng chưa cõi đời từ nay chỉ có khói hương còn đâu nghe tiếng cụ dỗ dành cháu con. Hội người cao tuổi Việt Nam xã Đông Hà muốn gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất, mong gia đình con cháu anh em vượt qua nỗi đau thương mất mát này. Vô cùng thương tiếc cụ Lê Thị Phương không còn nữa, toàn hội dành một phút mặc niệm bắt đầu. Biệt sắc tươi trần thế, tôi đi sạc cụ xin thắp nén hương trầm vòng hoa tươi kính cẩn chào cụ lời thiên thu với biệt. Xin tiểu trân trọng giới thiệu ban chi ủy chi bộ thôn Nam Sông đại diện cho cán bộ đảng viên chi bộ thôn Nam Sông nơi con trai Điệp, con gái Quyền, con rể cưới của cụ đang sinh hoạt và đặt vòng hoa và thắp hương kính. Xã Đông Hà lần tiếp cụ các người chọn cuộc đời một nắng hai sương chúng tôi cho đồng ruộng ngày tết đang rất và cùng chúc hưởng cuộc sống thanh bình với thoáng thôn với làng quê hương đang đổi mới từng ngày thì cụ lại hồi về chốn vinh hạnh yên nghỉ cùng sư tổ tiên. Trước giờ tiến cụ về chốn cổng lai tiên cảnh xin được trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu thay mặt cho cán bộ và nhân dân các ban ngành đoàn thể tổ chức xã hội thôn Nam Sông xã Đông Hà bỏ thác thôn thì được. Kính thưa quốc vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, cụ Lê Thị Phương đã quyết định sát nhập trần thế trước giờ tiễn cụ về nơi yên nghỉ cuối cùng. Xin tiểu trân trọng kính mời các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân có mặt trong chương trình lễ hôm nay đứng dậy chào tưởng niệm người quá cố lời vĩnh biệt cuối cùng. Kính thưa hương hồn cụ Lê Thị Phương, thật đúng là nhớ thọ bình sinh gọi kết một lòng trung trí hương. Nay vĩnh biệt âm dương đôi ngả đồng đội quan hoài, mây bay hạt lãnh về cõi thọ lưu lại trần gian nỗi nhớ thương. Cảm ơn cụ một người công dân đã sống và cống hiến trong suốt thời gian qua. Xin đại diện cho cán bộ và nhân dân các ban ngành đoàn thể tổ chức xã hội xã Đông Hà cùng các quý vị và nhân dân dự lễ tiễn hôm nay cầu chúc cho tâm linh cụ được siêu thoát nơi chín suối, kính cẩn chào cụ lời thiên thu vĩnh biệt phút mặc niệm bắt đầu. Quý vị an toàn, kính thưa toàn thể nhân dân. Kể từ khi cụ Lê Thị Phương mất bệnh tới nay, gia đình anh em con cháu luôn đón nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau thương mất mát của các ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị, nhân dân trong và ngoài xã, các bạn bè thân thuộc của cụ và thân nhân trong gia đình.
trước giờ tiếp phụ về nơi yên nghỉ cuối cùng, xin được trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho gia đình lên phát biểu lời cảm ơn. Thương hồn cụ Lê Thị Quyên, thưa ban tổ chức tang lễ cùng đoàn nhà tang, kính thưa các vị đại diện cho đảng bộ, ủy ban nhân dân, các tổ chức ban ngành đoàn thể của xã Đông Hà, các ông bà lãnh đạo của thôn Nam Phong, kính thưa các cơ quan ban ngành nơi các con các cháu đang công tác, xin kính thưa các cụ các ông các bà cùng toàn thể tang lễ. Chị tôi cụ Lê Thị Phương sinh năm 1926, hưởng thượng thọ 92 tuổi. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được các bác sĩ của bệnh viện tận tình chăm sóc cứu chữa, được anh em con cháu chăm sóc chu đáo ân cần, sự động viên của anh em con cháu lục tập ngoại tập, được sự quan lại động viên thăm hỏi giúp đỡ của bà con lối xóm, trong vì tuổi cao sức yếu vận trọng không thể qua khỏi, nên chị tôi đã mất hồi 4:45 ngày 16/2/2017, tức ngày 20 tháng Giêng năm Đinh Dậu. Và giờ đây tôi xin được thay mặt gia đình anh tôi xin chân thành cảm ơn và ghi nhận những tấm lòng thông cảm quý báu của đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã Đông Hà của thôn Nam Phong cũng như các cơ quan đoàn thể ngoài xã. Xin cảm ơn các cơ quan đoàn thể, các nhà trường nơi các con các cháu của cụ đang công tác. Xin cảm ơn hội đồng ngũ, hội đồng môn, hội đồng tuế và một số hội khác nơi cụ ông cùng các con cháu của cụ đang sinh hoạt. Xin cảm ơn anh em con cháu nội tộc ngoại tộc. Xin cảm ơn các gia đình thông gia liên gia. Xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà con đối xóm của cụ. Xin cảm ơn ban tổ chức tang lễ đoàn nhạc tang đã tổ chức lễ tang của chị tôi một cách trang trọng. Và giờ đây đưa chị tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia, anh em con cháu của cụ bận việc tang, việc đón tiếp của gia đình còn nhiều khiếm khuyết. Gia đình rất mong được lần thứ một lần nữa thay mặt gia đình xin cảm ơn. Và sau khi đưa chị tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, xin kính mời quý vị về tại gia đình sơ bữa cơm nhà để con cháu có đôi lời cảm tạ. Xin cảm ơn. Một câu hỏi của người đại đội, kính thưa toàn thể nhân dân. Chương trình lễ vũ các quan, chương trình lễ thế giới chủ lên hồ cây về cơm kiếm nghỉ cuối cùng đã định. Xin được phân công nhân lực phía sau, còn đang đối xử cho dân trong gia đình đảm nhiệm. Họ hoang lên xa xe mang lên cứu do cán bộ và nhân dân thôn Nam Phong đảm nhiệm. Các vị đại biểu toàn thể nhân dân cùng chúc tết vui vẻ tươi kiêm kỳ cuối cùng an thắng tại kiến tăng nhân dân làng Cô Sông xã Đông Hà. Và xin trân trọng kính mời một vị cho ban công tác hoạt động khu dân cư thôn Nam Phong lên rất nhiều và lên tiếng đưa của Lê Thị Phương về nơi kiêm kỳ cuối cùng được phận. Thế là mẹ tôi đã ra đi. Mẹ tôi ra đi đột ngột quá chừng. Để từ nay các con ở xa về không được nghe mẹ nói. Đứa em gái rưng rưng kể lại giây phút cuối cùng mẹ gọi các con. Giờ này con biết nói gì hơn. Mẹ làm đó mà âm dương cách biệt. Để lòng con đau thắt ruột, chiếc quan tài vẫn chưa đóng chặt. Mấy gian nhà lệch quá mẹ ơi. Làng xóm bà con ai cũng ngậm ngùi. Cháu chắt đầy đàn mà tao còn thiếu. Chỉ có mẹ, chắc là mẹ hiểu. Mẹ thương chúng con chưa khá được đâu.
Thế là mẹ tôi đã đi ra rồi. Nhìn đàn con, mẹ chẳng nói gì, như kiểm từng đứa rồi âm thầm nhắm mắt. Cả đời mẹ đã trải mái tranh từng đất, nay có bát cơm thơm, mẹ vội đi đâu? Mẹ ơi, quên sao được những cảnh đông con sống thời bao cấp, bát gạo non mì rẻ sẻn chia đôi. Chúng con mong mẹ sống lâu hơn nữa, để một lần con phong áo đỏ cả nhà vui. Ước áo ấy không được nữa rồi, trong giây phút mẹ đã ra người hiên cỏ. Để từ mai khi chúng con về đến ngõ, chiếc ngõ này như con lại bước trong mơ. Con không thấy bóng mẹ ngồi chờ, chẳng còn nhìn thấy mẹ ngồi trên giường chải tóc. Ôi mỗi sợi bạc là một ngày cực nhọc, mẹ chẳng nghĩ về mình mà chỉ nghĩ đến các con. Dù sông có cạn, núi tàn có mòn, nhưng hình bóng mẹ vẫn còn trong tôi. Tôi nguyện ơn mẹ đời đời, vẫn là con mẹ, vẫn người nhà quê. Đầu đoàn đưa tang là cờ đối chướng đang tung bay rợp cả trời xanh. Vòng hoa nối tiếp vòng hoa, tình sâu nghĩa nặng gần xa cùng về. Vòng hoa rực rỡ đồng quê, trải dài như sóng nhấp nhô nắng vàng. Sống vinh hạnh, chết vẻ vang, người đi thanh thản suối vàng nâng du. Nhưng nếu lại thời gian kéo dài buổi tiến đưa về cõi hạc, nước mắt tuôn trào theo mỗi bước chân. Trong đoàn người tiến đưa cụ Nguyễn về nơi an nghỉ cuối cùng hôm nay, có đông đủ bà con, anh em cô bác
dân làng, tình liên gia, thông gia, bạn bè bằng hữu gần xa, và quý là tình cảm thiết tha, trọng là nghĩa cả, đậm đà thủy chung. Đoàn người đi nghiêng nghiêng, đoàn người cao vời vợi, như đang đi lên trời, đưa người về cõi Phật. Đoàn đưa tang thật dài, người đông như vô tận, linh cứu đi chậm chậm, mặt trời nắng chói chang, mồ hôi hòa nước mắt, nghĩa ân tình lắng sông, thiêng vác nắng đội đầu, tình người làm dịu mát. Ơi đồng nội quê hương, trải chín nắng mười sương, trong dãi dầu khuya sớm, đó là tình ruột già, đó là tình đồng chí, đó là tình quê hương. Đạo Phật có ngày Vu Lan, có mùa báo hiếu. Đạo Thiên Chúa có điều răn thứ tư, dạy tín đồ thảo kính cha mẹ. Xã hội Tây Phương có Mother's Day, tức là ngày nhớ ơn mẹ. Nhưng cần gì phải có những ràng buộc nhắc nhở ấy? Bởi vì mẹ thương con là một thiên tính, là một bản năng mãnh liệt, mà ngay ở loài vật cũng thể hiện rất cụ thể. Cho nên con đáp lại tình mẹ cũng là lẽ tự nhiên. Huống chi văn hóa Á Đông và đạo lý Việt Nam càng nhấn mạnh hơn đến hai chữ hiếu thảo. Mẹ sinh con và nuôi con, chỉ mong con nên người, chứ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện báo đáp. Bởi nếu con không nhìn thấu được cái tình và cái ơn mẹ cho con từ thuở lọt lòng cho đến lúc trưởng thành tạo lập cuộc sống riêng, không hình dung nổi chặng đường gian truân dưỡng dục, thì mẹ có mong gì sự báo đền miễn cưỡng của con? Thi ca bình dân nước ta truyền từ đời này qua đời khác vẫn có câu: lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu tử. Và vì vậy người ta không quên nhắc nhau: mẹ già ở chốt lều tranh, sớm thăm tối viếng mới đành dạ con. Có người còn nhấn mạnh hơn: tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ ấy là chân tu. Mẹ ơi, giờ này con đã khôn lớn, đã lao ra giữa cuộc đời, nhưng mỗi khi hồi tưởng lại những ngày nhỏ dài trong vòng tay săn sóc của mẹ, con không khỏi bùi ngùi, lệ rơi và tự hỏi: ơn mẹ bao giờ mới báo đền được muôn một?
thương mẹ quá mẹ ơi, con vô tình quá phải không khi bấy lâu hờn mẹ. Bao ngày qua dõi tìm những chân trời xa, cõi đời đắm mê mà quên con đó bên ta mẹ già. Con nào quên những ngày lam lũ triền miên, thân có lặn lội chặt chiu nuôi con lớn khôn thành người. Ôi ngày xưa áo mẹ và vai sờn thưa, bữa chiều bát cơm cà dưa, thương quá tấm thân mẹ già. Bàng hoàng thay đêm nay con mơ thấy một ngày buồn, mẹ đi như áng mây bay về trời. Thức dậy tự nhiên con rơi nước mắt, giờ áng mây bay qua trời còn say dứt bao lỗi lầm ngày ấy đã gây đau lòng. Mẹ trong lòng con ấp ủ hình ảnh mẹ yêu, áo dơn một đời chặt chiu hy sinh dẫu cho khó nghèo. Từ ngàn xưa bóng hình người mẹ Việt Nam, dẫu là đơn sơ bần hàn vẫn rạng ngời với thời gian. Chiến miên thân có lặn lội chặt chiu nuôi con lớn khôn thành người. Ôi ngày xưa áo mẹ và vai sờn thưa, bữa chiều bát cơm cà dưa, thương quá tấm thân mẹ già. Bàng hoàng thay đêm nay con mơ thấy một ngày buồn, mẹ đi như áng mây bay về trời. Thức dậy tự nhiên con rơi nước mắt, giờ áng mây bay qua trời còn say dứt bao lỗi lầm ngày ấy đã gây đau lòng. Mẹ yêu trong lòng con ấp ủ hình ảnh mẹ yêu, áo dơn một đời chặt chiu hy sinh dẫu cho khó nghèo. Từ ngàn xưa bóng hình người mẹ Việt Nam, dẫu là đơn sơ bần hàn vẫn rạng ngời với thời gian. Mẹ ơi hai tiếng chứa tràn ngàn ân tình, trẻ thơ âu yếm thốt trên vành môi, và khi khôn lớn phút giây lìa xa ta đau đớn nghẹn ngào mẹ ơi.
đến gần huyệt. Trong giây phút đau thương nặng nề này, con cháu muốn níu giữ cố quan tài từ từ đi xuống huyệt. Thiên thu vĩnh biệt là đây. Ơi người cao lồng lộng, ơi đất dày thẳm sâu, sống nhờ đất, chết lại về với đất. Bởi có tình người làm ăn chân thật, ông cha ta đã dày công nuôi đất, đất tốt tươi, đất lại nuôi người. Đúng là người với đất là bạn đời muôn thuở, và đất nước này cũng trải bao cuộc thăng trầm lịch sử